Ok, hello everybody. Welcome to Health với cả T. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với cả T. Thì như video từng rồi Health có nói hả? Thì tuần này Health sẽ up thức tỉnh cho anh em coi hả? Đây. Thì đang phân vân, nhưng mà để up thức tỉnh mấy con này trước đi. Còn đang phân vân giữa con Baby Five và con Mr. Ba, tại vì hai con này nó xài chung cái ngọc quả. Mà cái ngọc quả thì hiện tại giờ Heo chỉ có 200 mà. Ok, nhưng mà chúng ta sẽ nâng con Berona cái ha. Nó xài ngọc thủy, anh em trên đủ thì sẽ lụm em đó ha. Thì nè, có nè, hợp hành đó, hợp hành thành công ha. Rồi bây giờ chúng ta muốn thức tỉnh thì chúng ta phải có 200 hồn của em nó. 200 hồn thì hiện tại thì đang chỉ có 16 thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vô. Ok. Lạng quạng không đủ nè. Rồi đổi. Đây Verona. Verona dư sức hả? Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ok, 20 hồn em đó hả? Sẵn tiện thì Heo cũng sẽ lên cho em. Ở đây còn con nào không ta? Để mà lên đậu xanh đó. Men, đây méo còn luôn. Vậy là đừng có nói là. Ok, vậy nó nằm bên này rồi. Usup hả? Usup. Ok, Usup 1 2 mà khoan, để coi còn dư bao nhiêu. Ok, 1 nó còn dư tới 117 hả? Thì chúng ta lấy khoảng 90 thôi. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, đủ hả? 20. Mà hình như là chúng ta còn con Mr. Ba nữa anh em. Mr. Ba rồi chắc nhiêu đó thôi quá. Tại vì hôm nay chắc lên 3 con à. Còn một con là méo đủ mảnh nữa. Ok, thức tỉnh em đó nào. Lên Perona thức tỉnh. Đã đạt được kỹ năng mới Naga Tive Holo gì nè. Giải phóng ở đầu trận đấu về phía tất cả địch, gây một ít sát thương lên tất cả địch, khiến chúng bị giảm chỉ số tấn công vật lý. Đồ kỹ năng đầu game nha, kỹ năng đầu game. Nhưng mà từ từ nâng mấy cái kia sau nè. Để từ từ hả, chúng ta sẽ nâng cái kỹ năng này lên. Hơi bị chua luôn á. Hôm nay là chúng ta nâng một phát là 3 con thì nó ngốn hơi nhiều belly và hơi nhiều điểm của Heo luôn á. Tại vì một con thì nếu mà max điểm thì nó tầm khoảng 3 triệu anh em. Cái gì à? Đó, ok. Đó, bây giờ đầy rồi hả? Má nó ngốn 13 triệu belly. À, kinh thiệt chứ. Rồi, con này thì chắc không lên kịp rồi. Chắc lên con kia trước. Nhưng mà ưu tiên con Mr. Ba cái hả? Ok. Mr. Ba bạn chưa hoàn thành hả? Ủa, con này nó chưa hoàn thành hả ta? À đồ. Rồi ok, sẵn thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cho em Mr. Ba cái hả? Mr. Ba chúng ta coi đi đá đủ rồi hả? Thì Mr. Ba thì nó sẽ đi chung với con Rokodai. Đây, Rokodai của Heo. Kỹ năng của con Rokodai, ok, cũng ép được sơ hả? Để coi Rokodai nó đi kỹ năng là gì vậy ta? Sát thương vật lý. Ok, sát thương vật lý thì Heo sẽ lấy đá của con Luffy hả? Đấy, không phải.
ta nên lấy đá của con Luffy hơn là... Ừ, ok, Luffy heo lên hết rồi. Gỡ, hết. Gỡ chứ. Gỡ. Gỡ luôn, gỡ hết. Rồi, chúng ta đi kiếm con... đây, 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 Rokodai. Ok. Gắn đá nó mới qua được cái nha anh em. Rồi, đâu rồi, quên. Đây, Mr. Ba. May mắn là con này chưa làm nhiệm vụ hả? Chỉ cần hai con thôi. Đánh hai con thôi anh em. Gắn đá vào là khác liền luôn nè. Coi nè, coi nè. Đó, bật tóc cuốn cái nữa liền. Đó, man. Ghê không, Moriam bự ghê không? Biến bự ra. Ủa con nào vậy? Con nào mà ánh sáng to vậy? Ô, đóng băng lia lịa luôn mà Aoki. Man, rồi ok, Aoki chết rồi mà mừng quá. Cuối cùng Mr. Ba cũng đánh được, hồi nãy giờ Aoki nó đóng băng lia lịa luôn anh em. Wow, ghê đấy, ghê đấy, thấy thế mà ở đầu phòng, thấy thế mà em ấy quýnh kinh đấy. Ok, xong nhiệm vụ rồi hả? Cần 200 bé. Khá là chua hả anh em thấy không? À, quýnh như Sam luôn. Ok, chúng ta hôm nay chắc xài hết luôn cái belly mới đủ quá. Wow. Đâu rồi, đây. Có 34. 34 thì chúng ta lấy thêm 17 lần hả? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 và 17. Ok, đủ mạnh hả? Vô quẩy lao. Vậy ơi, cái này. Thức tỉnh cái này em ơi, thức tỉnh nè. Đó, đạt được kỹ năng mới, nhà vô địch nến, triệu hồi cái gì đây, candy hả, kenle gì nè, kenle champion để tấn công mà không có kiểm soát, gây sát thương lên tất cả kẻ địch và hất lùi chúng đù. Nhưng mà quan trọng là kỹ năng này là khi nào đánh được đấy, nó có nhiều thứ lắm anh em, kiểu như có kỹ năng nhưng mà chưa biết khi nào chúng ta vận dụng được vào đấy. Nó cũng xung cà na nhiều thứ lắm. Kim cương chúng ta có thể kiếm được nhưng mà belly thì hơi bị chua đấy. Ok, nhưng mà hôm nay heo sẽ nâng cấp hết kỹ năng của bọn nó luôn hả? Rồi sắp hết tiền rồi, sắp hết tiền rồi. Ok, hết tiền. Oh man. Ok, thật chắc thôi tới đó thôi quá. Rồi con này lên luôn hả? Vì bạn phải hoàn thành nhiệm vụ cấp S để sở hữu. Ủa, hoàn thành rồi mà. Khoan. Rồi, đi ra, vào. Ủa, hoàn thành nhiệm vụ cấp S. Ủa, xong rồi mà ta. Nè, nó ghi đã hoàn thành rồi nè. Đậu xanh tới đây mà bây giờ nó không cho hoàn thành hả ta? À, hiếu vàng. Trời ơi, có hiếu vàng chứ không phải gì anh em. Ok, rồi được 3 triệu tiếp. Đủ lắm cơ. Khoan để đó, thấy không, anh em thấy mấy cái bóng ma nó chạy không? Đó. Đồ, cái chiêu đầu game của con Perona thơm nha. Thơm nha. Được đấy. Được hai con thức tỉnh rồi. Ok. Chủ yếu là thức tỉnh chúng ta xem cái kỹ năng của bọn nó ra sao cái đã. Quét đi cho nhanh, đang làm nhiệm vụ mà. À, mỗi ngày anh em vào đây quét cái này cho heo ha. Đó, quét thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được mảnh
tướng hiếm nè hả? Đó, nhà lầu cũng thế. Ok, được thêm một ít vàng. Rồi, rồi đâu rồi? Stop. Đó. Đó, thức tỉnh. Đó, nãy nó thiếu vàng mà nó vậy đó. Đạt được kỹ năng mới, thêm bắt quật. Ok. À, bắn ra một Pogen gì nè, có dạng con sói, gây sát thương phép lên tất cả kẻ thù và đẩy lùi chúng. Oh man. Ok, nhưng mà đồ thì vâng, kỹ năng thì chúng ta có 3 triệu nên có nhiều thì chơi bấy nhiêu hả? Ok, có nhiều thì chơi bấy nhiêu thôi chứ biết sao giờ. Rồi, hết tiền. Rồi, bây giờ để coi cho con nào lên đồ đây. Để con này lên đồ đi. Mỗi thứ thì heo có ít rồi anh em, hôm bữa nhiều lắm. Rồi bây giờ thì nó còn có mấy món vậy đó. Rồi, món nào thì cũng như trong shop nó có bán mấy món này. Shop, bây giờ shop tiền thì chúng ta không còn hả? Đây, má cái quần và cái này. Trời ơi, có sẵn luôn mà không có tiền để mua. Ok, quần thì chúng ta có thể mua bằng cái này hả? Cái này còn 3 cái này còn 2 cái thì từ từ mua. Nón hết rồi nè. Cái này cũng hết rồi nè. Ok, làm mới thôi. Shop vui thì mấy món này thì heo cũng đang còn anh em. Có cái shop này thì quả mai hả? Méo ra luôn. Ok, trời ơi, nó còn cái trên này là đủ nè. Đủ thứ chuyện thì chứ. Ok, chịu thôi. Còn một cái lưỡi hái và một cái loa. Cái loa Bluetooth 4.0. Ok, có hai con vịt và một cái nón 85 chúng ta sẽ được mặc vô. Thì ở đây thì ok, hên quá. Rồi đi thử sức mạnh nào. Đây chúng ta được quên tí nữa là quên. Chúng ta phải trả đá lại cho con Luffy chứ. Mượn cái tính lây luôn à. Đỡ chú này kì. Mượn cái tính lây luôn à. Tính xấu ghê nha. Này vào. Ok hả? Rồi, đánh thử một cái coi chơi coi. Này. Đâu. Anh top này lực chiến ghê hả? Hôm bữa heo đánh rớt anh top xuống hạng 8 luôn. Nay anh top bắt đầu nâng đồ lên đồ chơi mạnh dữ ha. Oh man. Đó đó, hai con Perona. Rồi, anh top ăn chắc rồi. Rồi, nổ rồi. Anh top ăn rồi hả? Con Perona của anh top nhanh hơn rồi. Đầu vô là linh hồn bay ra sớm hơn. Đây, để cho anh em xem, hôm bữa đánh anh top rớt xuống luôn mà. Mới qua kia gì chứ đâu. Rồi. Nè. Hôm bữa đánh anh top rớt xuống luôn. Đây. Hôm bữa là không phải đội hình vậy đâu, hôm bữa là đội hình là cùi bắp hơn. Mà vô hên nhanh nhẹn trước. Đó, chón đều, đó, nhưng mà đánh không sao, không chết. Đó, mình vọng lại cái. Rồi, con Luffy của mình lên Get 4 rồi, nằm đây nè. Đây. Đó. Đó, hên là vừa kịp lúc con Luffy lên Get 4, không là thấy bà rồi. Đó, Luffy địch lên Z4 kìa. Đó. À, con này là Luffy của mình. Ok. Á, à, nãy giờ lộn luôn, không biết con nào là con nào hết. Anh em thấy, nè, xem lại ha. À, hình như là mình bên này. Ồ, không phải, mình bên này chứ. Nè, con Luffy của mình nè. Đây, con Luffy của mình nè. Đây, anh em chuẩn bị thấy cái chiêu Z4 của con Luffy nè hả? Đâu? King Man gì đó. Đâu rồi, đó, giọng một phát, đó, đấm liên tục hả?
Đó, thấy một lần hả, rồi chuẩn bị lên lần thứ hai nữa nè. Đó, man, thấy ghê không, thấy ghê không? Ngon lành, cành đào liền. Muốn coi là khúc đó ghét luôn á anh em. Rồi, 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 Luffy lên kinh công gì đó. Ok, đánh ông Tớp gớt xuống luôn à. Nhưng mà chốt ông Tớp đánh gớt xuống lại. Cứ lâu lâu lên hù ông Tớp cái hai cái à. Rồi, thì link heo sẽ để dưới phần mô tả hả. Anh em nào có chơi thì tải về. Bản này chúng ta có thể cài được kim cương ha. Cài được A-Ship VIP à. Rồi chúng ta bản này có tiếng Việt luôn hả. Ok, ok. Hôm đáng, bản này cũng dễ chơi anh em. Cứ mười hồn là được một tướng, mười hồn là được một tướng hả. Chứ hôm bữa có hứa anh em là làm video hức tỉnh cho mấy anh này hả. Hôm nay thì hức tỉnh được thêm ba con hả. Vấn đề là điểm cái tiền belly đó anh em lên hơi bị căng hả, nên là nó hơi chậm trễ tí. Được ghê hả? Nếu được thì anh em hức tỉnh con Perona sớm sớm hả? Em thấy là đầu vô là nó đưa một cái đống hồn ma của nó qua một phát là cũng hơi bị phê đấy. Đó, đó, đó. Nó qua nó gút đam thấy bệnh hồn không? Đó, đó. Đó, cái chiêu của con Mr. Ba mới ra rồi anh em thấy không? Mà cái chiêu đó khó ra hơn là của con Luffy với lại con Baby Five nữa. Đó, chúng ta đánh phó bạn. Thì chúng ta sẽ vào đây. Đó, mỗi ngày chúng ta sẽ có A-Ship VIP nè hả. Làm nhiệm vụ sẽ có A-Ship VIP. Rồi đây, đi phố bản sẽ có A-Ship VIP. Đó, rất là nhiều và kim cương luôn. Rồi, ok hả. Anh em nào có chơi thì tải về. Link heo sẽ để dưới phần mô tả hả. Ok, rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đó, Luffy lên phiên bản thức tỉnh đã không? Đó. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.